Dạ kính thưa gia đình, đặc biệt là thưa thầy, thực ra thì con nghĩ như vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Cho nên là giờ phút này con xin kính mời thầy cũng như toàn thể gia đình chúng ta cùng lên cỗ máy thời gian ngược về thế kỷ thứ 18 để sống lại những giây phút hào hùng của vị thánh tuyệt vời Vinh Xuân Liêm, người anh trong gia đình Đa Minh của chúng ta, qua phần trình bày của các sơ dòng Đa Minh Tam Hiệp. Thánh Vinh Sương Phạm Hiếu Liêm sinh năm 1732 tại thôn Đông, làng Trà Lũ, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ. Thân phụ là ông Anton Doãn và thân mẫu là bà Maria Doãn. Năm 12 tuổi, Thánh Vinh Sương Liêm vào tu học trong nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy. Sau 6 năm học tập, Ngài được chọn đi du học tại trường Juan de la Joan ở Manila, Phi Luật Tân. Sau 3 năm học hành xuất sắc, thầy Liêm xin gia nhập dòng Đa Minh và lãnh tu phục vào ngày 9 tháng 9 năm 1753. Năm sau, thầy tuyên khấn trọng thể cùng với ba tu sĩ đồng hương và lấy biệt hiệu là Vinh Sơn Hòa Bình, Vicente de la Paz. Thầy học thêm 4 năm thần học và thụ phong linh mục năm 1758. Chào các anh em. Anh Liêm. Chúc mừng anh. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Dạ vâng, chúng con kính chào cha bề trên. Hôm nay quả đúng là một ngày vui mừng trọng đại, vì một du học sinh Đa Minh Việt Nam đầu tiên được thụ phong linh mục tại Manila. Chúc mừng em và tạ ơn Chúa với em. Anh rất hãnh diện về em. Con cảm ơn cha bề trên. Anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ có điều gì, xin cha sẽ bảo cho con. Nhận thấy nhu cầu sứ vụ ở Việt Nam rất lớn, nên anh và các anh em trong ban cố vấn muốn em ngay sau những ngày vui này, em sẽ lên đường trở về Việt Nam. Dạ vâng, thưa cha bề trên, con sẽ thu xếp lên đường trở về ngay ạ. Vậy quá tốt rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em. Xin Chúa chúc lành cho quyết định của em. Dạ vâng, con cảm ơn cha bề trên. Rồi rồi, vậy nha. Anh em cứ tiếp tục vui với nhau. Chúng con kính chào cha bề trên. Anh Liêm, có chuyện gì vậy? Cha bề trên nói gì vậy? À, cha bề trên nói mình sắp xếp để về phục vụ ở Việt Nam. Cái gì? Cha sẽ về Việt Nam ư? Cha có biết là cha sẽ là một giáo sư xuất sắc ở đây hay không? Hội đồng giáo sư đã kiến nghị lên ban giám đốc để cha lại dạy học ở đây. Dạ, thưa giáo sư, con biết ạ. Nhưng sứ vụ ở Việt Nam vẫn đang cần con. Anh Liêm, anh là linh mục Việt Nam đầu tiên đi du học. Giả lại, anh là một sinh viên xuất sắc, bước đường rộng mở phía trước đang dành cho anh. Tôi nghĩ anh nên trình bày lại với cha bề trên thử coi. Này này anh Liêm, em nghĩ anh không nên về Việt Nam. Ở đây anh làm giáo sư đại học, anh giúp cho các sinh viên Việt Nam sang đây du học. Đó cũng là cách anh giúp cho giáo hội Việt Nam vậy. Anh Liêm này, ở đây mọi người rất yêu quý anh. Tình cảm mà mọi người dành cho anh trong suốt 8 năm qua, chẳng lẽ bây giờ anh lại dứt bỏ hết sao? Anh về rồi biết bao giờ mới trở lại. Ôi Chúa ơi, con phải làm sao đây? Thực sự, Chúa muốn con làm gì?
Lạy Chúa, con đây là của Chúa. Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện. Với con đường sự nghiệp đang mở ra nơi đất khách quê người, và với biết bao tình yêu thương mà các giáo hữu và thân hữu tại Manila dành cho Ngài, cha không thể giấu nỗi niềm cảm xúc với bao lưu luyến những bạn bè quen thuộc trong những năm qua. Thế nhưng vì Chúa, vì những linh hồn nơi quê nhà, Ngài đã sẵn sàng vâng lời bề trên và mau mắn lên đường trở về. Rời Manila vào ngày 3 tháng 10 năm 1753, cha lên thuyền trở về Việt Nam. Hành trình vượt biển của cha kéo dài gần 3 tháng. Về đến Trung Linh ngày 20 tháng 1 năm 1759, cha vui mừng gặp lại cha Chính Huy, được tái ngộ cùng thân quyến, đồng bào, xóm làng. Về Việt Nam, cha Liêm được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha đã đem hết tài trí và sự nhiệt thành truyền đạt cho các chủng sinh. Sau đó, cha được bổ nhiệm đến các giáo xứ. Ngoài việc mục vụ giáo xứ, cha còn đến các làng ngoại giáo thăm viếng người nghèo, an ủi người buồn khổ, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm của thời cấm cách, nhất là thời của Chúa Trịnh Sâm. Năm 1773, trong khi giúp giáo dân,
chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi tại họ Lương Đống. Cha bị bắt vào ngày 2 tháng 10. Người chú của chú Trịnh có bà thân mẫu đã theo đạo Thiên Chúa, và bà muốn thúc giục con mình theo đạo. Nhưng ông chú này muốn biết lý lẽ của đạo mới, vì thế ông muốn mời hai linh mục Tây Sĩ là Cha Gia và Cha Liêm của đạo Thiên Chúa mới vừa bị bắt để trình bày giáo lý cùng với các đại diện của ba đạo cổ truyền: đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật. Ôi, dân phương Đông chúng tôi từ xưa đã theo ba đạo cổ truyền và được nhìn nhận là chính đạo, ha? Còn các anh Tây Sĩ theo đạo Hoa Lan mới được du nhập và bị nhà vua ngăn cấm, tất nhiên là đạo giả, truyền bá những cái điều mê tín dị đoan. Xin thưa, đạo chúng tôi không phải là đạo Hoa Lan, nhưng là đạo Thiên Chúa. Còn về việc du nhập thì cả bốn đạo đều được du nhập từ nước ngoài: Nho từ nước Lỗ, Lão từ nước Hồ Quảng và Phật từ Ấn Độ. Vì vậy không thể dựa vào sự kiện du nhập hay bị các nhà cầm quyền cấm để xác định là thật hay mê tín dị đoan. Muốn biết đạo nào đúng, đạo nào sai thì phải dựa trên lý lẽ giáo lý. Vậy tôi xin hỏi, nguồn gốc con người và vũ trụ từ đâu? Mục đích của con người sống trên trần gian là gì? Và khi chết thì con người sẽ đi đâu? Hay, hay lắm. Ta rất thích những tranh luận này vì ta vốn chuộng sự thật. Muốn biết đạo nào là đạo chính để thờ phượng. Nào, các khanh bắt đầu đi. Quá dễ. Vạn vật khởi đầu từ thái cực, do sự kết hợp của âm dương sinh ra ngũ hành, và như vậy ngũ hành làm nên mọi sự. Vậy cái gì làm cho thái cực chuyển động? Chắc chắn phải có cái gì thúc đẩy thì nó mới có thể chuyển từ tĩnh sang động. Như vậy thái cực chưa phải là cội rễ mọi loài. Vũ trụ bắt đầu từ hư không. Vậy các ông có thể giải đáp cho tôi điều này: làm thế nào mà hư vô lại có thể trở nên cội rễ mọi sự được? Vũ trụ được bắt nguồn từ hạt sương, là hư vô, là Phật tính. Thưa ngài, Phật Thích Ca sinh từ Ấn Độ, con của vua Tịnh Phạn Vương và bà Ma Sa Phi. Vậy thì làm sao mà Phật sinh ra trời đất được? Kinh Thánh của chúng tôi dạy rằng trời đất muôn vật là do Thiên Chúa dựng nên, và con người đã Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của ngài. Vì thế mọi người, trong đó có các ông, có tôi, chúng ta đều là anh em với nhau và là con cùng một cha trên trời. Thiên Chúa của các ông chỉ là Chúa của phương Tây, chứ bên phương Đông đâu có sách nào nói tới Thiên Chúa. Các sách bên phương Đông cũng đề cập đến Thiên Chúa dựng nên trời đất và loài người. Văn chương Bình Dân cũng có câu: trời là nền, đất là nhà. Đã có nhà thì hẳn nhiên phải có người làm nên nhà. Đó là điều hợp lý lẽ. Vũ trụ này vận hành theo trật tự thì hẳn phải có đấng khôn ngoan cầm quyền xếp đặt. Thiên Chúa không phải là Chúa của người phương Tây mà thôi. Các sách Đông Phương như Kinh Dịch, Chu Thư, Kinh Thư đều biết đến Thượng Đế, Chủ Tể Thiên Địa. Thượng Đế chính là Thiên Chúa của Kinh Thánh. Hội đồng Tứ Giáo tiếp tục họp vào ngày thứ hai để tranh luận về vấn đề mục đích và nghĩa vụ của con người trên trần gian. Và rồi ngày thứ ba về vấn đề sau khi chết, con người sẽ đi đâu? Cha Liêm và Cha Gia đã khéo léo trình bày đến nỗi quan lớn và mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Nghe đồn về cuộc tranh luận, mẹ của chú Trịnh là bà Hoàng Thái Tôn tò mò muốn biết các vị đạo trưởng nên đòi áp hai cha đến phủ. Không rõ buổi nói chuyện ra sao, nhưng cuối cùng Thái Tôn nói:
Nếu chỉ có đạo các thầy là đạo thật, thì những người không theo đạo ấy chết rồi đi đâu? Cha già trả lời: Bẩm bà, sa hỏa ngục. Nghe thế, Thái Tôn Dương Hậu đùng đùng nổi giận. Bà dùng uy tín ép con là Tĩnh Đô Vương phải xử tử cha Liêm và cha Gia. Ngày 7 tháng 11 năm 1773, hai cha bị đem đi xét xử, dân chúng đi xem rất đông. Khi đoàn rước dừng ở trước hoàng cung, một viên quan đọc bản án. Theo phong tục thời đó, lúc này vua có thể ân xá cho tội nhân. Mọi người hãy nghe cho rõ, Hoa Lan đạo đã bị nghiêm cấm, nhưng cho đến nay chưa người dân Việt nào bị xử tử vì đạo này. Nên vua đại xá cho tên Liêm. Bẩm đức vua, thế còn cha gia, người anh em của tôi đây thì sao? Tên ngoại quốc kia, nếu ta muốn nó phải chết thì việc gì đến ngươi? Hãy lo cho bản thân ngươi trước đi, chết tới nơi còn bay đặt lo cho người khác. Bẩm quan, cha gia là đạo trưởng và tôi cũng vậy. Nếu luật nước không kết án tôi thì cũng không được kết án cha gia. Vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật nước hơn ngài. Nhưng nếu vua tha cho tôi mà giết cha gia, thì án vua không công bằng. Nếu tha thì tha cả hai, và giết thì giết cả hai. Thế mới là án công bình. Bọn này không hiểu nó theo cái đạo gì mà thương nhau đến vậy. Coi có vẻ nó chẳng sợ cái gì cả, ngay cả cái chết. Bẩm vua, tên Liêm này gan lắm. Nghe nói tuần trước nó còn truyền đạo cho các quan ngay trong phủ luôn đấy. Xét về độ ly thì nó còn nguy hiểm hơn tên Tây đạo trưởng kia. Thưa đức vua, sao còn chần chừ gì nữa? Chiếu chỉ vua đã ra không thể khinh suất, những kẻ không tuân lệnh nhất định phải chết. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc kinh tinh kính và hát kinh lạy nữ vương trên đường ra pháp trường Đông Mơ. Những nét vuông định mệnh kết thúc cuộc đời chứng tá tuyệt hảo của Đức Kitô. Those
ngày 20 tháng 5 năm 1906, Đức Thánh Cha Pio X Tôn Suy Gia Vinh Sơn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Niệm 250 năm vị chứng nhân hòa bình, anh chị em trong đại gia đình Đa Minh hân hoan quy tụ nơi đây để hiệp hoan cùng các thánh dòng, cùng chung tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và sống lại lịch sử hào hùng mà cha anh chúng ta đã viết bằng chính giá máu của mình. Đồng thời, khi nhìn lại gương sống của các thánh, mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh cũng được mời gọi tiếp nối truyền thống của các cha anh, để cùng với ơn Chúa, mỗi người trở nên những sứ giả tin mừng và bình an cho thế giới đầy biến động hôm nay. Đường Việt Nam nghiêng lũy Chúa Giêsu.